Rồi giờ tiếp tục đến với trận là thi đấu giữa hai đội đội Cù Tý với đội của Cubo. Đội Cù Tý là đây là đội Cù Tý này nha. Bình đội Cù Tý đang đi bóng. Và thủ môn của đội Cubo sẽ phát bóng lên. Khải của đội Cù Tý đã phá bóng. Và thêm một cái cầu thủ của đội Cù Tý tới nữa rồi. Bị không, cái này đổi ra thành Cù Tý với Cubo rồi. Dạ, đổi tên nữa thầy. Ừ, mày đó, đội của Cù Tý kìa. Thánh thằng ơi trời. Gặp cái thằng cầu thủ mà nó đá nó ngồi như gì đó. Đá cái nó ngồi, đợi banh xuống đứng vậy, đá xong rồi nó ngồi. Còn thằng này mày có duyên ghê, biết nhiều chỗ mày không lợi, lợi ngay cái camera mày chu cái tích mày vô. Không ngon lên đá nha nè. Ừ, tao chết gì Khải tao. Bữa nay có vòng luôn thấy không? Sao không là tính vòng nãy giờ. Cái này quay chứ không có chim nữa, không có live chim. Giờ nghỉ rồi. Giờ nghỉ không có live chim nữa. Chết. Đây đội Cù Tý đó, đội Cubo, đây là thanh danh đội phó cái đội Cubo. Chết chứ Thái, trời ơi, trời chút xíu nữa Cù Tý là ghi bàn rồi. Đây là Trần Hội, thủ môn. Ném cho là anh Toàn là rất là fair play, không muốn đá với mấy em đó cho nên là bỏ banh luôn cho rồi. Thánh thằng ơi mày giao chết rồi. Dứt điểm quá lạnh lùng. Xa xa nghe tiếng của ai đang vang vọng. Pha Di Bala chuyền cho anh ta rất là phe lay, anh ta thấy rằng gì 5-1. Phải không? Đây là 5 người, chỉ có một hậu vệ cho nên anh ta đã quyết định chuyền luôn cho hậu vệ cho chắc ăn. Quá im. Đợi mình anh ta không chuyền, mình chuyền cho hậu vệ. Trời. Nè. Tiền đấy. Đội nào? Thì mày vô đội. Thì nó nào trước đi. Mày vô đội Cubo kìa. Cubo là Cubo nào? Thì cái đội Cù Tý là Cubo, mà nhìn là mày không biết là Cubo thằng nào chứ hả? Thằng nhỏ hả? Mấy thằng nhỏ tao gọi là Cù Tý. Là bên đội này đúng không? Mấy thằng lớn là Cubo. Cubo đó mà. Đó ừ, thằng đó là đội Cubo đó. Coi nhà quá này. Dạ, không biết đồng nó nào. Thì đó, cái đội nè, đội mày nè đó. Đội mày 4 thằng bự đó. Có mấy thằng đá gì, có đội 3 đi. Vui. Lao bắt xế nè. Cô đem chai xì tên xuống đi cô, thầy Tâm ơi. Tâm. Thầy giam đổi với chai cái gì? Giam đổi cái tẩy đi. Thầy Tâm. Đang quay phim. Điện đi trời. Sao điện? Em đi khỏi đó bệnh, ngồi đi coi chơi. Cũng ăn, cũng ăn 10 ngàn. Dâm cũng ăn 10 ngàn. Đang quay phim. Đợi. Cái chim mình thấy nhàm quá. Anh quay kìa trời. Ai ăn bệnh rồi quá hả? Thầy Tâm. Ừ. Không làm gì vậy? Thầy Tâm điện đi thầy Tâm. Đợi chút xíu đi. Em ngồi em ghiền lắm. Chết chứ siêu hậu vệ rồi, máy quét. Máy ủi chứ phải máy quét. Nó ủi lắm rồi, chết nè, chết nó. Trời. Sẵn gì mà nó sẵn vô đúng luôn là nó ngưng lại. Không
Bên này kia. Đá có tiến bộ rồi, bữa đầu xuống đá. Đá ghê gớm. Lậu đó nhanh không? Nhanh. Trời trời đồ. Ê, Messi nó giờ mới thấy Messi giờ. Anh nhỏ quá không thấy anh. Đi anh đâu có lụt à. Thì tâm điện thì tâm. Đợi chút đi. Gì? Mới đi thật chuột kìa. Xe ai chạy vậy? Xe của em. Cái này chạy xe luôn hả? Chạy xe em ba không à. Gặp công an quả gì công an cũng cho qua. Công an nó thương. Không biết buôn chinh nó đâu bắt à. Nó gặp công an chứ quá mà quý chứ nó. À, nó cản với cái chân cây cọc, nó chặn cái chân chốt cái kia hay chưa? Thì đâu? Chốt nào? Với cái chốt và cái chặn cây quăng kẽm chưa? Công chặn an với giao thông với chặn chốt nữa đó. Công an giao thông rồi. Dạ đứng xèo xèo vô. Chạy xe đạp qua gặp đứng xèo xèo đó. Hôm nay sao lên sớm rồi. Ai? Công an. Nó đứng từ hồi trưa tới giờ đó. Sao mãi tao chạy đâu không thấy. Chàng nói là đứng từ trưa tới giờ đó. Phải xúc tốt quá tốt. Quay gì vậy? Má lại tầm mơ khát nước lắm rồi. Rồi bông hồi chết luôn. Trời ơi trời. Quá nguy hiểm. Không vô. Tao nhìn tao biết mà không vô mà. Ông chạy xe kia qua kia. Mẹ thì tâm. Đợi chút xíu nữa đi. Hi. Lấy cái thùng nè. Cái thùng làm chặt kìa. Đá thiếu không đi. Lấy kìa. Đá thiếu không? Đưa tiền nó làm gì? Ừ đúng rồi đúng á. Đá thì phải đá thiếu chứ đi tiền nó đi. Hôm nay em trai thiếu chứ. Mẹ thì tâm. Má giúp con nào xịn đi quay ném bỏ chơi đây. Messi. Chút hoa lóc rồi Messi.